Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Tân An phối hợp với Hội Nông dân phường Tân Khánh tổ chức tổng kết mô hình trình diễn tưới nước tiết kiệm trên cây rau. Mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây rau được thực hiện tại hộ ông Lê Thành Phúc với diện tích 0,25 ha ở khu phố Thủ Tủ 1, phường Tân Khánh. Hệ thống tưới nước tiết kiệm trên cây rau được lắp đặt với kinh phí gần 30 triệu đồng, trong đó Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Tân An hỗ trợ 50% chi phí. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Khánh có khoảng 22 ha trồng rau màu các loại, hầu hết người dân đều thực hiện tưới tay. Qua thời gian thực hiện, mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây rau đã mang lại hiệu quả tích cực, giải quyết được tình trạng khan hiếm công lao động và giá nhân công đắt đỏ như hiện nay.